Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Sáng hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 25 tháng 7 năm 2023 âm lịch nha các bạn. Giờ Vũ là chuẩn bị đi phát tiếp gạo. Đó là 81 phần gạo của mấy anh em ở bên Mỹ. À, đóng góp tiền lại để gửi mua gạo để phát cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Đại. Thì Vũ xin đọc danh sách mấy anh em đóng góp tiền để mua gạo. Anh Lái ở Colorado Mỹ, anh Há ở Colorado Mỹ, anh Giác ở Colorado Mỹ, với anh Khỏe ở Colorado Mỹ, với anh Cường ở bên Cali ở bên Mỹ á. Thì Vũ nó là thay mặt bà con mà nhận 81 phần gạo này với nước tương thì cảm ơn năm anh em rất là nhiều. Gửi lời chúc đến mấy anh em cùng gia đình là được dồi dào sức khỏe. Hiện giờ Vũ sáng hôm nay đi phát ở xã Bình Thới rồi vòng vòng xuống ở Bình Chiến với thị trấn. Hiện giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi phát gạo với Vũ nha. Rồi giờ Vũ chất gạo lên xe nha các bạn. Giờ Vũ chất gạo lên xe xong rồi. Giờ bắt đầu Vũ đi phát. Vũ lên đây là chỗ ấp Văn Hóa Bình Trung và giáp ranh với xã Bình Thới đó các bạn. Bình Trung là của xã Định Trung á. Thì Vũ ghé đây có hai ông bà cụ hoàn cảnh rất khó khăn, rồi hai ông bà sống có mình ở đây, không có con cháu gì ở hết trơn á. Dạ. Không có ai Xin chào chú, hôm nay chú khỏe không? cục trời đi không được chú ơi, cái giò tay teo nữa rồi, Dạ. sức nữa rồi còn quả đồng chỗ rồi. Dạ. Thôi giờ cho ai cũng vậy, cho quả phần thêm đi chú. Dạ, cũng như chú thêm phần nữa để dành ăn đó phải không? Dạ Dạ. Đây bà ít quá. là bà nằm chỗ nè. Dạ, để con lấy thêm phần nữa. Bà khỏe không? Dạ, rồi ông bà không có con cháu gì ha, không thấy lợi nuôi gì hết trơn hả? Có rồi đó, ở xa đó cũng nghèo thấy mẹ đó, Dạ. qua quá nó Toàn đi con nghe vụ đuôi mắt ai thành phố đó, đuôi vợ chồng đó, đuôi đó về ở thành phố Dạ. Rồi bạn ơi, đi đỡ đỡ được ha, nằm chỗ. nằm chỗ đuôi đi đây em tao còn vui còn ở trước ở đáy nữa hàng ba đó. Dạ. Tao đây ông bởi vậy khổ đậu quá xin chú Dạ, hiện giờ nấu ăn đồ là chỉ ông nấu thôi chứ còn bà nằm chỗ. quá hết đi được rồi Bà năm nay nhiêu? Nhiêu tuổi rồi? 88 88 mà còn ông nhiêu tuổi? chín lớn hơn 7 tuổi. Dạ. 89. Ông thứ mấy? Tuổi thứ năm. Dạ, chú năm ha. Rồi tôi ban ơn chú từ đó ra trong giữ trời chú Dạ. chú à. Dạ. Cái gì nước Úc và sau đó học cho hay gì nữa rồi chết Dạ. Còn... được không? Dạ, thôi bà nằm đi, ngồi dậy không được thôi bà nằm đi. Cho cha nước Dạ, tương. rồi chú Dạ. giúp đỡ giùm đó. Dạ 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 Cảm dạ. ơn luôn. Không Dạ. lẽ giờ tôi làm Dạ không thôi thôi. thôi. Lan giúp Dạ đỡ dạ. rồi. Dạ. Rồi để con ra xe con lấy thêm phần nữa. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ rồi con gửi cho ông bà là hai phần gạo là 20 kg với hai chai nước tương để ông bà để dành ăn ha. Dạ cảm Phần ơn. quà này là của năm anh em ở bên Mỹ á, đóng góp lại gửi về cho. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ tôi cũng thay lời cảm ơn chú và gửi lời qua bả thăm bả luôn không. Dạ. Cảm ơn chứ giờ không biết nói gì hơn. Dạ. Rồi thôi ông bà còn khỏe rồi thôi ráng. Dạ. Sống này cũng vất vả chú ơi. Dạ. Con nửa chén cơm Dạ. ông ăn được chén chứ qua nữa ông nửa chén thôi Dạ, rồi đồ ăn đồ mình gửi người ta mua hả bà? gửi qua tiệm á Dạ, ở gần đây có tiệm phải có là không? Dạ, rồi gửi người ta mua. có gì con quý nấu canh với đường Dạ. chứ muốn ăn gì Dạ. càng không được oi thôi. Dạ. Thôi chúc gia đình chú vạn sự như ý không. Dạ rồi con cảm ơn chú. Dạ thôi con đi, chú thím cũng nghỉ khỏe ha.
Rồi rồi thôi con đi, bà nghỉ khỏe nha. Dạ. Ông bà là mấy người con? Dạ. Nghĩa vụ đi nghĩa vụ giờ nó cũng đuôi buồn nó cũng xin ăn với Thành Phước á. Dạ. Thành Phước nó đuôi. Dạ. Hai mắt đuôi chứ. Dạ. Dạ nó đuôi đuôi chứ cũng có lương nhà nước cho chút. Dạ dạ dạ. Dạ rồi thôi con đi. Dạ dạ dạ. Cầu chúc gia đình chú mạnh giỏi. Dạ dạ cảm ơn. Có sức khỏe đi trợ giúp cho. Dạ dạ. Dạ thì con chỉ cầu mong con có sức khỏe thôi, rồi bà con ở ngoài nước ngoài gửi về thì con đi phát cho bà con. Dạ dạ. Sức khỏe. Dạ. Cái giò gì? Năm đã đi chứ. Dạ. Được. Đai cái thau, đai ông bình. Ở chỗ đây thôi. Thì nghiệp ông. Dạ. Bữa đi em phải đi nấu cơm cho. Đi nó siêu tới siêu lui chứ nó có dịch. Dạ dạ. Ông chân á. Dạ. Chân hốt á. Dạ dạ dạ. Rồi cái nhà ngập rồi mới nâng cái nền lên hả chú? Đắp cái nền ở cái nhà lên cho họ cho thằng nhỏ nó rồi mà nó đi nó đâu có về. Dạ. Đi mất. Dạ. Dạ rồi thôi con đi. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi ông bà nghỉ khỏe nha. Dạ. Dạ. Ông dạ. Thấy vô đi ông mình. Dạ dạ. Dạ rồi thôi con đi. Dạ. Dạ còn hai tô nữa hết ha. Dạ dạ thì con gỡ cái này ông bà để dành ăn cũng lâu, từ từ khỏi mua. Dạ 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 rồi. À, giờ Vũ ghé đi là cũng ấp Văn Hóa Bình Trung, ở đây có bà cụ sống con mình nè, mà bà lãng tay mà không biết bà đâu rồi. Bà ơi, bà lãng tai dữ lắm không nghe. Rồi bà nằm đây. Bà ơi, hồi sáng bà nằm trong kêu bà không nghe luôn. Thôi để đây cho bà đi. Rồi, để trong đây, để ngoài người ta thấy người ta xách nữa. Để trong đây cho bà đi, sáng bà còn ngủ. Bà không có con cháu gì, ta ở có mình đây. Bà lãng tay chứ. Thôi giờ Vũ để đây. Giờ Vũ ghé nhà của dì ba. Ở đây là cũng ở ấp Bình Trung của xã Đình Trung giáp với xã Bình Thới nè các bạn. Thì bà dì này hoàn cảnh khó khăn, vì sống con mình ở đây nè. Đi qua cái bờ nhỏ vô nhà. Nhà gì à? Dì ở đây cũng nhà tình thương. Khỏe gì ba? Khỏe. Dạ. Rồi con gửi tặng dì phần gạo với chai nước tương nha. Ừ. Rồi dì xách vô con nha. Ừ. Dạ rồi. Rồi con đi con gì. Rồi con chào gì. Dạ. Khỏe không gì? Dạ khỏe. Năm nay dì nhiêu tuổi rồi? 93 rồi. Dạ. Bà ở đây có mình hả? Có mình này. Dạ. Con gửi tặng cho bà một phần gạo với nước tương con để ở bàn nè gì. Dạ. Dạ rồi con đi gì. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Vũ ở xuống đây là chỗ xã Bình Thới, ghé thăm dì hai. Dì chào chú. Dì cũng hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh tim. Khỏe không dì? Nó tim. Dạ. Khổ quá con ơi. Dạ. Bữa hôm con cho rồi phải không? Dạ thì lâu lâu có rồi con ghé con cho. Vậy con tự cho chứ đâu phải nhà nước cho. Không con. Cái này mấy anh chị em Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ gửi. Ngồi ghế nè. Dạ con. Dạ được rồi. Rồi cảm ơn con nhiều. Dạ. Cầu chúc gia đình mạnh khỏe hết nha. Dạ con. Rồi cảm ơn gì. Tim. Dạ. Tim hở sáu quanh tim. Dạ. Này thì em thứ sáu nó. Dạ. Ở riêng trên cầu kinh á. Dạ. Dạ xuống thăm ha. Dạ. Em thứ sáu. Dạ. Dạ rồi con gửi tặng gì nước tương với gạo ha. Ừ, rồi dạ rồi con. Rồi con đi à. Ừ. Dạ. Giờ
Vũ ghé nhà của dì Năm. Ở đây là ở xã Bạc Thới. Dì Năm thì bị bệnh tim. Nhà dì Năm nay có khách lại thăm dì Năm hả? Dạ. Dạ. Mình chào dì. Mấy dì lại chơi thăm dì Năm hả? Cậu dưới chợ hả cậu? Dạ con dưới chợ nè. Dì Năm khỏe hả? Đi được không ha? Đi xích cà tú vậy đó cậu. Dạ. Rồi cho con gửi phần gạo với nước tương. Phần gạo này là của mấy anh em ở bên Mỹ gửi tặng gì? Dạ. Vậy là chú ở chợ, chú ở ở dạ. Chợ hả? Dạ, dưới chợ Bình Đại á. Dạ, cái này là của mấy anh em mạnh thường quân ở bên Mỹ á. Thì gửi về cho chở lên vậy đó, từ nhà từ nhà. Sao chú biết? Dạ biết chứ, ghé đây thường xuyên mà. Ghé đây lâu dữ lắm rồi, lần nào có cũng ghé. Dạ. Dạ. Dạ rồi con đi gì? Rồi mấy gì ở chơi ha. Dạ rồi. Dạ. Dạ dạ. Vậy đó, không có đi, dạ. Thì nằm nhà, thấy ra, thường là nằm ở đây, thường lên thấy là nằm ở đây. Dạ dạ. Dạ rồi, không đi. Rồi giờ Vũ ghé nhà của dì Tư. Ở đây là cũng ở xã Bình Thới. Vì hoàn cảnh khó khăn gì sống con mình đây. Đâu hả dì Tư? Dạ. Dạ, dì ở đây có mình mộng à? Dạ. Rồi con con gửi tặng cho dì phần gạo với nước tương nha dì. À, cảm ơn dạ. Dạ. Rồi con đi nha dì. Dạ. 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 Cảm ơn nhiều. Dạ dạ dạ. Ghé đây cũng ở xã Bình Thới rồi ghé thăm anh cọ. Khỏe không anh? Anh này bị tai nạn giao thông. Dạ mày đây nè con, đứng đây đó. Dạ dọng đây nè, đứng lại đó. Đây nè. Ủa mẹ chạy cái gì chạy? Rồi em gửi cho anh phần gạo với nước tương nha. Rồi em để đây nè. Rồi em đi anh ơi. Anh bị bên não anh ơi, nó ốm quá chừng luôn. Vũ ghé đây là nhà của chú Bảy. Đây là ở xã Bình Thới. Thì chú là bị tai biến. Nay cũng mấy năm mà chú. Chú hình như nói không được phải không Thiếu? Nay nói không được luôn rồi. Nói không được. Rồi biết mà họ nói không được không. Dạ. Rồi còn có đứa cháu nội. Thì mẹ nó bỏ. Mẹ nó bỏ rồi bà nội ở đây nuôi nè. Mà bé này thì nó bị bệnh bại não. Nó tối ngày nó phải ở trong cái chuồng đó đó. Nhốt nó lại. Ôi văn mùng kìa. Chê, là chó. Nó ở trong mùng vậy nè. Rào vòng vòng rào hết trơn à. Nó ra nó quậy hả Thiếu? Quậy dữ lắm. Dạ. Hôm nay nó mấy tuổi rồi Thiếu? Nay 12 tuổi rồi. 12 tuổi rồi. Thì mẹ nó có về thăm không? Cũng lâu lắm chứ nó về. Dạ. Rồi phải lót vòng vòng là niệm không à. Nó giật có cắn lủng môi lủng lưỡi hết trơn. Chứ mà nếu mà cây nó tróe nó trúng nó đau nữa. Con tên gì? Hả? Con tên gì chú hỏi con tên gì? Thường thấy như nó cười nhiều á. Cái làm như chạm nó giật rồi nó chạm nó cười nó. Dạ. Nó cười không à? Cười không à? Cười vui tối ngày vậy ha. Nó cười chứ mà nó khóc á, mà chạm như khóc rồi đâu khóc rồi ta ai chịu tôi nổi. Dạ. Con gửi cho chú Thiếm phần gạo với nước tương nha Thiếm. Dạ, phần dạ, phần quà này là của mấy anh em ở bên Mỹ gửi tặng. Dạ. Vậy chuyển lời cho tôi gửi lời cảm ơn mấy anh mấy chị ở ngoài nước Mỹ. Dạ dạ.
Ở đây ông chú Bảy nè. Khỏe không chú? Không nghe luôn. Không nói được, hôm nay nói là không nghe luôn. Dạ. Không còn nghe nay không không nghe luôn, không nói luôn. Nghe luôn, nay lâu rồi. Rồi dạ. Nói nào, hôm lúc trước là nói rồi nghe, bây giờ nói không nghe luôn. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 63 rồi. 63 tuổi rồi hả? Dạ, không nói ra tiếng luôn. Dạ. Sao kỳ không biết. Dạ. Dạ không đi thêm. Dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ rồi. Cứ đi con ba. Bye đi con. Không biết gì hết. Cười. Vui cười. Dạ, dạ rồi không đi thêm. Dạ, cảm ơn. Dạ dạ dạ. Giờ Vũ ghé nhà của dì Hai, ở đây là ở xã Bình Thới nha các bạn. Dì ở đây là ở nhà tình thương. Dạ, lâu lâu thấy có người vô phải không? Lâu lâu có thấy có người vô nó sủa quá trời. Dì Hai khỏe hả? Khỏe, khỏe. Không rồi mưa lầy quá hả dì? Mưa lầy rồi cái nhà này dột hết trơn à. Có nhà tên thì không có dột. Dạ. Nhà... Ôi kệ nó chứ giờ sao giờ? Dạ, năm nay dì nhiêu tuổi rồi? 78. Còn dạ. 2 năm nữa là 80 đó. Dạ. Con gửi tặng cho dì phần gạo với nước tương cái gì hay? À, dạ. Dì hay cảm ơn nha. Dạ. Đó rồi con đi nghe dì. Dạ. Dì Tân hả? Dì hai cha con xin cho dì hai được ít trăm ngàn dì hai mừng. Không có tiền uống thuốc men gì đâu, tối ngày thuốc này thuốc kia đủ thứ trơn con. Dì hai bị bệnh sao? Trời ơi chóng mặt suốt, à. Huyết áp thì uống hàng ngày, hàng tháng luôn hả? Dạ. Ừ. Vậy ở đây không có kinh tế, không có làm gì ra tiền hả gì? Đâu có làm gì ra có tiền. Có nền nhà ở đây không hả? Có thằng con nó đi mận rồi về, nó nuôi nó chứ nó con trai mà nó cũng hở hấp nắng dữ lắm, nó cũng đâu khi có hay không. Dạ. Vậy đó. Sáng thì nó đi mận không có nhà. Có đi làm mướn cho người ta hả? Mận hãng ở ngoài Việt Tiến á, ngoài dạ. Tàu á. Dạ. Chứ nó không có mận, không có ở nhà ngày nào hết trơn á. Dạ. Ban ngày là nó không có, chỉ có ban đêm ở nhà hữu hỷ với dì Hai thôi à. Dạ. Khổ lắm con ơi, dì dạ. Hai khổ lắm. Khổ dữ lắm chứ không phải khổ vừa. Dạ. Nhiều khi không có thuốc uống, nằm đây à, nằm chịu hoài vậy chờ cho nó về. Nó mới đi mua cho uống. Dạ. Khổ dữ lắm chứ không phải chuyện chơi. Mà giờ khổ mình phải chịu chứ sao giờ. Đây như dì Hai nghèo là cha mẹ nghèo hồi xưa tới giờ chứ đâu phải mới nghèo đây. Dạ. Giờ cha mẹ chết hết rồi. Có mình thì phải chịu thôi. Nhà này cũng nhà nước cất, nhà tình thương. Nhà này cũng nhà tình thương, nhà nước cất. Dạ. Mà điều lâu rồi. Dạ. Rồi thôi dì nghỉ khỏe con đi ha. Ừ, dạ, dạ. Đi con cũng khỏe ha. Dạ dạ. Thì con cảm ơn dì, cảm ơn con nhiều lắm. Dạ dạ. Có bực túi gạo là mừng rồi. Dạ dạ. Cái gì cũng không qua gạo hết. Dạ. Giờ Vũ trở về đây là ấp Bình Thận của thị trấn Bình Đại nha các bạn. Này đang ghé. Đây là chỗ nhà của Ngọc. Thì Ngọc này cũng hoàn cảnh khó khăn rồi. Không có chồng mà ở đây với mấy đứa con. Rồi dúng cửa. Rồi chào cưng. Rồi cho anh gửi gạo với nước tương nha. Lúc này có đi làm gì không? À. Con là hai đứa con hả? Dạ. À. Để hôm rồi bé này để chồng cưng có vô nuôi nó không? Dạ không. Không nuôi luôn hả? Bé lớn này học lớp mấy con? Lớp 4. Lớp 4 hả? Hôm rồi có đi học chưa? Dạ rồi. À. Rồi thôi anh đi cơ. Dạ. Rồi.
Vũ xuống đây cũng ấp Bình Thuận của thị trấn Bình Đại ghé thăm dì hai. Dì hai khỏe không? Cũng khỏe, khỏe lâu già thôi. Lúc này có làm gì không? Đâu có làm gì nổi đâu. Dạ, vậy có người con đi làm phụ hồ rồi, lúc này có đi làm không? Có chứ, đi làm rồi, đi nhổ mạ, mua rồi nhổ mạ. À, đi đi nhổ mạ ha. Ừ. Dạ, làm cũng đều không? Được không? À, được mà, nước nhổ đâu có mà, mấy bữa hả? Dạ, rồi, rồi con gửi tặng cho phần gạo với nước tương cái gì? Ừ. Cảm dạ. Con dạ dạ rồi con đi. Đó, giờ Vũ xuống ấp Bình Thuận. Ở đây có ông chú cũng sống mình à, ông bị bệnh bên tâm thần. Rồi con gửi tặng chú nha. Rồi chú ở nhà đây cũng nhà tình thương, người ta mới cất sữa cho các bạn. Chú ở đây chứ hàng ngày chú không có đi làm gì hết, chú bị bệnh. Xuống đây là ấp Bình Thuận à, ghé thăm dì Năm. Khỏe ha dì Năm? Khỏe. Hôm nay có đi bán vé số không hay nghỉ luôn rồi? Con nghỉ không có vốn. Dạ. Con xin cho Năm bệnh mới vốn rồi. Dạ đâu có đâu dì Năm. Con chỉ lâu lâu rồi có anh em đóng góp về gửi gạo cho, chứ đâu có kinh phí để mà giúp vốn bán vé số. Con gửi tặng dì một phần gạo với nước tương nha. Phần quà này của mấy anh em ở bên nước Mỹ gửi tặng cái gì? Dạ rồi, con đi. Cái nhà chú ba, ở đây là ở nhà tình thương nè. Khỏe chú, hôm nay khỏe không? Cũng lúc gì lúc khác. Dạ, à, chú ở đây giờ có mình rồi hả? Ở với chú Tư. Dạ. Rồi chú Tư khỏe không? Cũng khỏe, ổng thì đi làm ruộng được. Dạ. À, còn có chú bệnh mấy chục năm nay. Dạ dạ. À. Rồi con à, gửi cho chú gạo với nước tương nha. À dạ rồi, cảm ơn chú nha. Dạ dạ rồi, à, rồi con đi chú. Rồi giờ Vũ xuống đây là ấp Bình Chiến của thị trấn Bình Đại à, ghé nhà chị Diễm. Chị ở đây là ở nhà tình thương nè, đó là hoàn cảnh chị khó khăn là chồng chị bỏ, chị có đứa con là bị bệnh bại não, là nó nằm một chỗ à. Nó ngồi cũng không được nữa. Xin chào chị. Mới cửa đậu. Dạ, bé hôm nay cũng khỏe ha chị? Ừ, dạ, thì nó bị ho mấy bữa cái mua thuốc ngoài uống. Dạ. Bữa nay còn uống ngày nữa, như uống 5 ngày thì uống thuốc ngoài nó cũng chịu, cũng bớt hết. Dạ. Mới chưa có tắm bữa đậu á thì dạ. Như bé nói không được phải không? Dạ, nói không được, không. Nhưng mà mình nói nó nghe nó. Có lúc nó tỉnh táo á, cái kêu cái nó hư nghe, dạ. Nó cười, nó ngủ được. Dạ. Em gửi tặng cho chị gạo với nước tương nha. Phần quà này là của mấy anh em ở bên Mỹ gửi tặng cho chị. Dạ, hai mẹ con cũng cảm ơn mấy cô, mấy chú, mấy bác ở bên Mỹ tặng hai mẹ con phần gạo này. Cảm ơn dạ. Cô, các chú và chú Vũ cũng đây cho hai dạ. Mẹ con cảm nhiệt hơn nhiều. Dạ. Rồi em đi nha dạ. Chị. Cảm ơn chú. Dạ. Giờ Vũ ghé nhà của dì hai ở đây là ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại. Thì về hoàn cảnh khó khăn gì sống con mình đây. Hôm nay khỏe hả dì? Con người thì ăn bữa cũng chén cơm dạ. Mà có hai cái giòn nhất dạ. Nhất y tê không hết. Vì ở đây con mình mau hả? Dạ. Năm nay dì nhiêu tuổi rồi? 76. Dạ. Con gửi tặng dì một phần gạo với nước tương nha dì. Cảm ơn. Dạ. Dạ rồi con đi nha dì. Dạ. Vũ ghé đây là nhà của chị Tư ở đây ở ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại. Chị sống bằng nghề bán vé số. Hôm nay khỏe không? Cũng uống thuốc hàng ngày vậy dạ. Chị bị bên não rồi phải không? Ừ. Dạ, hôm nay chị có bán không mà về sớm hả? Có, bán tối sáng còn mấy chục đi bán. Dạ, em thấy bán chắc tối cũng còn chạy đi bán hả? Bán tới 9 giờ luôn. Dạ. 9 giờ, 9 giờ mấy. Mình bán chắc tối thì sáng mình nhẹ hơn hả? Ừ, sáng còn ít rồi mình đi một chút nữa. Dạ. Mình về. Rồi chị ở đây có mình mà. Ừ, có mình. Dạ. Rồi em gửi tặng chị phần gạo với nước tương rồi nha chị. Ừ. Dạ, phần quà này của mấy anh em ở Mỹ gửi tặng ha. Rồi, cho nó gửi lời thăm, cũng cảm ơn mấy anh em ở Mỹ mà luôn. Dạ, à. Rồi em đi. Giờ Vũ xuống đây cũng ở ấp Bình Chiến. Là ghé dì Năm. Dì ở đây nó là cũng nhà tình thương mới cất ha. Ông nào khỏe hả dì Năm? Khỏe, nhập quà đây. Hết bệnh chưa?
đỡ đỡ mà còn mình mua thuốc ngoài để uống thêm. Dạ. Chứ không có nằm bệnh viện phải không? Không, có ai đâu, nhà đâu rồi, rồi mình nằm trời. Không có ai nuôi. Bỏ rồi. À, thì mình về đây mình uống thuốc có gì mình chạy lên chứ ở bệnh viện thì không có ai nuôi. Dạ. Nhà này cũng nhà nước mới cho gì mình mới sửa lại hả? Mà tiệt thuốc, tiện luôn thì làm lại. Dạ. Rồi con gửi tặng gì phần gạo với nước tương nha. Dạ, cảm ơn nha. Phần quà này của mấy anh em ở Mỹ gửi tặng. Dạ. Dạ. Tính vô nhà bà Bảy mà gặp bà Bảy đây nè. Bà Bảy này hoàn cảnh bà Bảy khó khăn. Đó là bà đi bán vé số mà giờ là bà đi bán hết nổi rồi. Giờ bà yếu bà đi phải chống tó vậy. Bây giờ con để đây hồi bà mượn ai xách vô ha. Bà mượn cho người nào đinh vô giùm ha. Ha bà vô nhà không con đem vô cho. Vậy xách vô cho nhà cho bà ha. Dạ dạ. Chứ đợi bà đi vô lâu dữ lắm. Nhà bà Tú có trong đó. Rồi đi vô con nha, xách vô cho. Vũ xuống đây là ở khu phố 2 thị trấn ghé thăm chú Năm. Thì ông chú này giờ ở đây có mình, bà thím mà hổm bệnh nặng quá mất rồi. Mà chú này chú đi không được. Hồi chú đi không được à, hồi nhỏ lớn luôn hả sao ạ? Dạ. Rồi giờ có xe nhờ xe nó hư rồi chết luôn. Dạ bò không vậy hả chú? Ủa chống tó đi không được hả? Tó đi sợ té. Dạ. Dạ. Bây giờ chú ở đây có mình vậy hả? Có mình hả? Xin tiền nó mua thuốc uống mà nó không. Mấy người con không ai ở đây hả chú? Không có nào nào hết trơn. Rồi không có điện rồi cũng hộ nghèo có thời gì mà cũng cắt hộ nghèo. Rồi chừng té chú thôi chú đứng không được thôi chú ngồi đi. Ngồi đi để hồi té nữa chú ơi. Thôi con gửi tặng chú chai nước tương nè với bịch gạo ha. Dạ. Rồi con đi chú ơi. Cảm ơn nhiều chú. Dạ dạ. Dạ. Rồi thôi ngồi xuống đi đứng không quen rồi ngồi hồi đứng hồi té nữa. Đứng là phải vịn có thế vậy hả? Mỗi lần đi thì sao bò lên đây hả? Ừ. Thì sao bò lên được cao quá, thì sao bò? Năm gì đó. À. Ơi, ông bà nó làm mát con. Tại ở đây nước người ta ngập á phải không? Ừ, ngập nhà. Rồi muốn đi đâu mà bò lên đây thì lên xe lăn đi. Dạ. Dạ. Tại đây nước ngập quá thì người ta mới làm cao mà. Ừ, bây giờ nó ở chảnh nó đổ về đây không á. Dạ. Nước ngập gấp chú vô thấy đó. À, trời ơi. Ở dưới này nếu mà nó xì xuống cái là ừ, ngập minh mông luôn rồi. Ngập minh mông chưa xì. Khoảng mét rồi hả? Dạ. Cũng gần mét à. À rồi thôi đi chú ơi. Rồi. Vũ xuống đây cũng ở khu phố 2 thị trấn. Đây là ông bà Bảy. Ông bà hôm nay khỏe không? Cũng bệnh rồi rồi chú ơi, bệnh tim á. Dạ. Bệnh tim nó mệt rồi 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 hoài. Dạ. Bà cũng vậy luôn. Dạ. Ủa hai ông bà không có con cháu vậy hả? Con ra. Dạ. Ông, dạ. Ông nay nhiêu tuổi? 88. Dạ, còn bà? 79. Dạ, hình như bà bị lẫn rồi, bà không nhớ, thấy nhiều khi đi không biết đường về. Ừ. Nhiều khi đi biết đường về. Dạ. Đi múc qua dưới luôn. Dạ. Cái thấy cái giọng gì à? Sao kỳ vậy, ráng bình tĩnh đi nhớ mà sao không nhớ. Dạ rồi, con gửi cho hai ông bà phần gạo với chai nước tương nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, dạ. Dạ rồi con đi. Dạ. Vũ xuống đây là ở khu phố 2 thị trấn rồi ghé nhà của bé Ngọc. Rồi bé này hoàn cảnh khó khăn rồi chồng bỏ. Hiện giờ là nuôi ba đứa con, hàng ngày là đi bán vé số. Chị thấy Ngọc có nhà không? Đi lấy vé số hả? Dạ. Vậy em đứa 3 tuổi, đứa mấy mấy tháng. Đứa 3 tuổi, đứa lớn mấy tuổi? Thằng lớn thì nó mười mấy tuổi á. Thằng lớn mười mấy tuổi. Còn đứa nhỏ mới đẻ đó. Dạ. Nhỏ này 6 tháng rồi. Đây là ngôi nhà của ba mẹ con á. Chị ơi, vậy em gửi bịch gạo với nước tương cho nó nghe.
Dạ em để đây về chị nói giùm nha. Ba mẹ con đi lấy vé số rồi. Giờ Vũ ghé ở khu phố 2 thị trấn rồi ghé thăm anh hai anh bị bệnh tai biến, hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày cũng chị đi mà bán bánh. Hôm nay anh khỏe không chị? Không ăn uống được hả? Còn biết không? Hình như anh chồng chị anh này là quê thành phố gì chứ đâu phải đây hả? Bến Tre hả? À. Dạ rồi em gửi tặng cho phần gạo với nước tương ha. Dạ rồi. Rồi em đi chị. Dạ. Giờ Vũ ghé đây ấp Bình Hòa thị trấn, ghé nhà dì Sáu mà dì bệnh nặng mất rồi, giờ còn chị Loan nó là bị bệnh. Nó là chị phải ở nhốt ở trong cái phòng rồi nè. Ở đây có hai anh em mà Hiếu lúc này đi làm đỡ không? Dạ. Nói chung là bữa làm bữa nghỉ vô chừng đó mình ơi. À. Rồi sao nhốt ở trong này vậy hả? Dạ. Rồi nóng nực quá ha, sao mà ở trong không thấy bả? Không có ghe ở đây hả? Tại vì ở trong, nói chung là từ đang gần cái năm nay rồi. Là bả đi á. Bả ra bả đi. Ở đây bả bò bả lết rồi đi xuống lù lộ người kia rồi người ta nói nha, mỗi lần bả đi em đi làm không có nhà à. Cái có người nói ừ lo đi vậy á à. Đi xuống lù lộ xin tiền người này xin tiền người kia rồi vậy á, thì em mới nói em mới về em làm lại này làm đó, đó cho bả đi khỏi đi à, là ở nhà. Là ở trong đó luôn vậy ha. Nhưng mà nói chung ở trong đó thì ăn uống thôi, này kia thuốc men hàng ngày đều lo đầy đủ chứ không thiếu thứ gì ta. Nhưng mà sợ đi thôi. Sợ đi thôi. À. Dạ. Chị Loan khỏe hả chị Loan? Khỏe ha. Em gửi cho gạo bà nghe. Cái gì? Gửi cho gạo bà có cảm ơn không? Gửi cho gạo là mơ có gạo nấu cơm ăn à. Có cảm ơn anh Vũ không? Hả? Cảm ơn đi. Cảm ơn anh Vũ ơi. Anh gửi cho ông phần gạo với nước tương ha. Dạ. À. Rồi cũng là rồi, anh đi Hiếu ơi. Dạ. À, Vũ lên đây là ấp Bình, đây là ấp Bình Hòa. Ấp Bình Hòa. Của thị trấn, ghé thăm dì Hai, dì sống đây có mình à. Hàng ngày là đi bán hột vịt lộn. Hôm nay có đi bán không dì? Tháng này chai bán ghế vậy đó. Dạ, vì ở đây có mình hả? Có mình nha. Rồi hàng ngày đi bán hột vịt về sống thôi chứ đâu có nguồn thu nhập gì khác không, hả? Không có gì trơn á. Còn ông Dượng mất lâu rồi hả? Mất ngày 6 năm rồi. Dạ, rồi mấy người con là có chồng ở xa hết rồi. Ở xa dưới dùm cà ở Thái Thuận á. Dạ. Lâu lâu rồi nó về thăm chút rồi nó đi vậy. Dạ. Hôm ra bán đắt không? Tháng 7 này bán chậm lắm chứ ơi. Dạ. Ừ. Tháng 7 này họ ăn tương á. Dạ. Chứ giờ chợ cũng ế lắm mình chết. Dạ. Ai cũng rên á. Dạ. Rồi con gửi tặng cho dạ. Chị một phần gạo với nước tương ha. Dạ cảm ơn nha chú. Dạ rồi con đi rồi chị. Dạ. Rồi. Ghé đây cũng ấp Bình Hòa thị trấn. Thì ghé thăm dì Năm. Rồi dì không thấy đường. Rồi con gửi tặng dì nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi, gửi tặng gì á, bịch gạo với nước tương nha. Dạ rồi, rồi con đi gì ơi. Nhất cái lưng đi không được. Dạ, nhất lưng đi không được ha. Nhất cái lưng. Dạ. Đi ngồi xuống nó đau, đứng dậy ngồi xuống nó đau. Dạ rồi, thôi gì nằm đi con đi ạ. À. Dạ rồi. Rồi giờ Vũ ghé đây là ấp Bình Hòa của thị trấn ghé thăm dì Nhung. Chào dì khỏe không? Khỏe cũng như sáng là uống viên huyết áp à. Dạ. Một ngày uống viên viên. Gì ở đây có mình hả gì? Có mình rồi cưng. Có mình vậy đó. Hằng ngày đi làm gì? Không không làm tên không ngày lúc nhân chùa xin công hải á kia đâu kia không. Cái người ta cho cái này dạ. Bị tâm thần á, không có bị dạ. Làm gì kiếm tiền hết á.
Dạ. Bệnh thần kinh đừng có căng thẳng kia. Căng thẳng thần kinh đó, đỡ hơn. Dạ, đỡ hơn phải không? Dạ. Tâm thần là như nguội. Dạ. À, nói thần kinh đi nó được. Dạ rồi. Chị nhức đầu hoài rồi luôn. Dạ. Có sao bát. Tính là đi sinh không? Tính là nãy tính là mua bộ sao long bát 10.000 12.000. Về dán. Về dán nó bớt luôn. Mà nó tỉnh còn mấy ngủ được kêu sách vỏ đi đi nhà ma không sách vỏ đi hoài luôn. Dạ. Chị xuống chùa Long Hải có mình vậy đó. Dạ. Rồi tối ngủ đây đây. Ừ, tối ngủ đây nè cơ. Nó dạ. Ngủ á. Dạ. Nó con mèo á, nó con mèo giúp đỡ quá. Rồi em con gửi tặng cái gì một phần gạo với nước tương. Ừ, rồi. Cảm ơn nhiều lắm cơ. Dạ dạ rồi, không đi vậy. Dạ dạ. Cảm ơn nhiều dữ lắm anh cơ. Dạ dạ. Giờ vũ lên đây là ở xã Bình Thới. Là cái chỗ nhà trọ của chú Tư Mù bán vé số. Rồi chú hoàn cảnh khó khăn, chú không thấy đường mà chú sống con mình. Hàng ngày là đi bán vé số. Chú ở đây là phòng 1. Chú Tư ơi. Chú Tư đang làm gì đó? Chú đang ăn cơm. Ăn cơm hả? Rồi từ từ, từ từ. Dạ. Mai bán đỡ không chú Tư? Bên này bán chậm lắm, còn bán tới 12 giờ mới về đó con. Rồi, bán tới 12 giờ. Bán tới 12 giờ mới hết vé số hả? Ừ, 12 giờ mới hết. Dạ. Con gửi tặng chú gạo với chai nước tương. Rồi, chú cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Ngân rồi giúp chú nha. Dạ, con để đó cho chú mời. Đó, rồi, rồi. Chai nước tương nằm trong. À, đây ha. Dạ. Rồi, chú cảm ơn nha con. Dạ, lúc này bán chậm lắm hả chú Tư? Chậm lắm rồi. Đúng là bán cái trong rưỡi giá đó, mà cái dài tới 12 giờ luôn. Lúc trước là phải tới 8 giờ, 9 giờ. Dạ. Lúc này cái dài tới 12 giờ mấy ngày nay đó. Dạ. Đuối người luôn. Dạ, phải đi quần bán cho hết phải không? À, quần cho hết chứ. Mà bây giờ số đâu có trả được con, đâu có cho trả đâu. Dạ. Mày ráng bán chứ. Dạ. Ở đây nhà trọ vậy nhiêu tháng chú Tư? Dạ, tiền nước, tiền điện luôn là tháng 1 triệu đó con. Dạ. Tiền đường nước nó 1 tháng 1 triệu đó. Dạ. Mà ráng mà ráng mày cài chứ không cài là coi như được, không có được tiền nhà đâu, bởi vì nó đâu có trả giá được mà đâu bây giờ bán rất là chậm. Dạ. Chứ đâu phải như trước được đâu. Dạ. Kệ năng lây lắc qua ngày cơ. Cảm ơn. Dạ. Rồi, rồi, rồi. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 69 rồi đó con. Dạ. Dạ. 69 tuổi rồi. Dạ. Quê gốc chú ở đâu? Quê ở Đà Nẵng làm con. À, Đà Nẵng hả? Ờ, ngoài Trung à. Dạ. Dạ. Đó giờ con không biết chú Tư quê ở đâu, không biết. Đà Nẵng con. Dạ. Chú vô đây lâu chưa? Vô lâu lắm rồi, rồi có vô học rồi trường mù rồi có vô đây với bả rồi. Thì chung cái bả lên lấy Thuận ở cái bả chết rồi nó dạ. Ở đây luôn. Là hồi học tao mới tường hội người mù á rồi gặp thím là thím như cũng mù luôn phải không? Ờ đúng rồi. Thì mới thím là quê Thế Thận. À quê Thế Thận đúng rồi. Rồi mới về đây. Rồi cái bả thời gian cái về đây đó. Thì có con không chú Tư? À mà có hai đứa con, con riêng bả. Còn chú chú thì có đứa con riêng hồi lâu rồi. Dạ. À, còn mắt chú bị hồi nhỏ lớn hay là lớn mới bị? Chú bị ông 12 tuổi. Dạ. Quê mà ở ngoài Trung mà hồi chiến tranh mà đâu có chữa được con. Dạ, dạ. Thời gian chiến tranh đó là lo mà nấu được miếng cơm mà chui với hầm ăn là mừng lắm rồi. Dạ, dạ. Khó lắm rồi đó chưa học được. Dạ. Chiến tranh mà. Dạ. Tính ra là giờ này nó cũng thoải mái hơn hồi xưa nhiều đó. Dạ. Bởi vì hồi xưa nó khổ cực lắm. Dạ. Thì thôi con đi chú Tư nghỉ đi ha. Rồi chú cảm ơn con, cho dạ. Cảm ơn ngăn ngăn này nha. Dạ, dạ. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ, dạ rồi con đi. Vũ ghé nhà của dì tôi. Hoàn cảnh dì khó khăn, dì hàng ngày là đi lượm da chai. Lúc trước rồi đi giúp việc. Thì ông Dượng chồng của dì là bị không thấy đường. Hôm nay có đi lượm da chai không? Thôi khỏi mở đi, con chó anh sợ quá. Thôi sợ quá, thôi con gửi đi. Nè, nay có đi lượm da chai không dì? Đi lượm hồi sáng lượm lắc vậy. Dạ. Rồi ông Dượng cũng khỏe nhưng mà có một cái không thấy đường thôi hả? Dạ. Khỏe hả Dượng? Ai hả? Vũ à. Vũ Vũ. Dạ. Dạ. Hôm nay có về quê không Dượng? Không thể đâu mà đi, trong nhà ra đây còn chạy lên trên xuống mà đi đâu được. Dạ. Là hôm đó là ông Dượng là đi mổ mắt hả gì? Mổ mắt. Mổ mắt rồi bị luôn vậy hả? Mổ mắt bị luôn. Rồi. Tặng cho gì lấy về chồng gì chồng rồi 10 ký gạo với chai nước tương ha. Dạ cảm ơn chú Vũ. Dạ 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 dạ
Nó gì đi lụm da cha về phân ra giấy. Phân ra giấy bà nó kêu kiếm tiền thêm chú Vũ ơi. Dạ. Cũng như hồi đó thấy mờ mờ mà đỡ còn đi mổ về là hết thấy đường luôn. Mổ mổ đây nó thấy về thấy còn mờ mờ đó. Dạ. Cái mổ cái này hết luôn cũng thấy đường luôn. Dạ. Chứ phải còn thấy là đi phụ với gì lụm da chai cũng đỡ. Nói gì nữa, nếu mà tôi còn thấy đường đó đâu có phải khổ vậy. Dạ. Ai nghe mổ cái tôi mất luôn rồi xong. Dạ. Anh bám luôn. Dạ. Giờ gì rã ra mấy món đồ đó rã ra đó hả gì? Cái nào ngủ cái nào ấy mười mốt trở bán. Dạ dạ. Rồi thôi con đi gì Dũng ơi. Cảm ơn nha. Dạ. Vũ tới nhà của dì tôi thì Vũ đã phát hết 81 phần gạo của mấy anh em ở Mỹ rồi. Vũ thay mặt bà con mà nhận 81 phần quà này là cảm ơn mấy anh em ở Mỹ rất là nhiều nha. Anh Lái, anh Há, anh Giác, anh Khỏe và anh Cường. Vũ chúc các anh và gia đình là được dồi dào sức khỏe nha. Rồi Vũ xin kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha. Vũ xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Vũ hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo.